Em hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em một chiếc xe mà gần như là đã bị lãng quên khỏi thị trường Việt Nam, Ford Focus. Ở đây mình đang có bản sedan 4 cửa nhá. Bản này là bản 1.5 động cơ EcoBoost Titanium. Phiên bản này là bản cao nhất của Ford Focus này. Cảm biến toàn thân, đèn là đèn bi xê lông nhá. Cái mặt lưới tản nhiệt phía trước là vẫn mang cái thiết kế dạng lục giác của Ford thôi. Cảm biến toàn thân này, con này sẽ có cảm biến toàn thân, rửa đèn, đèn LED này, có cửa nắp này. Đấy, máy 1.5 nhưng mà công suất rất là cao, gơ tầm khoảng 180 mã lực. Đấy, vành đúc 16 inch. Đấy, con này thì mình rất thắc mắc là tại sao xe rất ngon như vậy, giá bây giờ là đang niêm yết 799 nhưng mà trừ hết khuyến mãi còn hơn 700 thôi. Xe ngon, giá rẻ, xe Mỹ. Đấy, phanh đĩa 4 bánh nhá. Mà không biết tại sao lại khó bán. Đấy, con này là bán chạy nhất trên thị trường toàn cầu của Ford đấy. Nhưng Việt Nam thì lại không hiểu. Bản này bản Titanium nhá, giá bây giờ sẽ rơi tầm khoảng hơn 700. Đấy, an toàn thì con này là full an toàn, ABS cân bằng điện tử, khỏe ngang dốc này, phân bổ lực phanh này, hỗ trợ đỗ xe này, đầy đủ hết. Bản này có mức tiêu thụ là 7,8 lít trên 100 cây. Đấy, máy 1.5, hộp số tự động 6 cấp, cảm biến toàn thân luôn, cảm biến va chạm toàn thân. Đấy, quá ngon. Đấy, bản này thì theo một số anh em thì có thể là do giá bán lại nó không được giá, và thứ hai là trang bị nó còn có gì đó nó hơi thua thiệt so với đối thủ như Mazda 3 hay là Altis chẳng hạn. Đây, con này ghế da nội thất này nhưng mà lại chưa có cửa gió điều hòa phía sau. Nội thất ghế da rồi, rất cao cấp rồi, 6 túi khí rồi, 9 loa, màn hình DVD. 6 túi khí 9 loa rất ngon nhưng mà rất khó bán. Không hiểu. Đấy, con này là ghế chỉnh điện nhá, hàng ghế phía trước là chỉnh điện. Bây giờ nói thật với anh em, với mức giá hơn 700 ở phân khúc này, con này anh em mua mà để sử dụng thì rất là hợp lý. Còn nếu mà mua bảo để mua đi bán lại thì có thể nó mất giá, nhưng mà mua để sử dụng thực tế thì rất là ngon. Tại vì xe này thì thứ nhất là an toàn nó cao và giá thì hợp lý, có hơn 700 triệu một xe ngon như này. Đấy, nội thất con này sẽ tiếc cái là không có cửa gió phía sau, nhưng mà nội thất sẽ là nội thất ghế da. Đấy, màn hình cảm ứng này, vô lăng thì bọc da 3 chấu, tích hợp tăng giảm âm lượng, chuyển kênh, đèn là đèn tự động và có gạt mưa tự động nhá, khởi động thông minh start top và có giữ ga tự động cruise control luôn. Nói chung con này thì đầy đủ hết, không thiếu cái gì cả. Anh em mà lấy thì là một lựa chọn hoàn hảo đấy. Màn hình là màn hình cảm ứng này, 9 loa là hệ thống âm thanh là của Sony luôn nhá, độc quyền luôn, rất là hay. Đấy, đây là màn hình hiển thị đa thông tin, mang đặc trưng của Ford. Con này có gương chỉnh điện này. Đấy, có điều chỉnh góc chiếu của đèn. Nói chung rất là đầy đủ, rất hợp lý, lấy con này ngon. Đấy, anh em xem nhé. Điều hòa tự động hai vùng này, con này điều hòa tự động hai vùng độc lập. Đấy, màn đầu là đầu DVD kết nối hệ thống âm thanh của Sony, quá ngon luôn. Nếu mà anh em nào mà chọn xe mà không quan trọng lắm ấy về giá bán lại các thứ thì con này chọn rất hợp lý, đi thì chắc chắn này, xe Mỹ mà đi chắc chắn, mà máy 1.5 nhưng rất là khỏe. Đấy, máy 1.5 công suất 180 mã lực, an toàn thì cao. Đấy, có cửa sổ nóc này, full option. Với mức giá này mà lấy Altis thì Altis bản thiếu còn chẳng có gì cơ. Altis bản thiếu chẳng có gì, không có màn hình này cơ. Đấy, thế mà anh em có thể cân đối.